Ừ, nó vừa con này nó dí vào đầu con này nó chạy, nó cháy là cháy luôn từ Thằng này chuyên gia này. là nghịch lửa, làm đốt cháy bao nhiêu vụ rồi, một vụ ở trong Quy Nhơn tí nó không để ý là cháy vùng trong nhà bà thờ nhà bà lên, xong về đây này hai vụ rồi nhá. Vụ nào? Bếp ga thì bếp đốt Thì là chỉ gì cần đó, thêm một vụ nữa thôi là đủ báo công an đúng nó rồi. bắt bắt cho vào đi chạy đi dưỡng hoặc chạy kiểu Đi nước, đi nước xin chị giáo dục bằng nhập Bình Minh kể lại cho bố, bố chưa hiểu bây giờ nhá. Này Bình Minh này, để cho bây giờ con kể lại đầu đuôi như thế nào. Bình Minh kể lại đầu đuôi muốn nghe như thế nào. Con về đó xong làm sao sao phải nữa? kể lại nói rõ ràng. Đầu tiên là tại sao lại mở tủ ra làm gì nhá? Tao mở tủ ra lấy thuốc mà. Tiếp. Ông gọi lên đây ngủ với ông thì lại nhớ đến thuốc. Thế này, vừa mới về đến đây xong một cái. Cho thoáng ra. Bà thì rách túi tao thỏa. Cho ông ra một tí rồi ông vào. Vào, quay vào. Thế mà thấy ông gọi nó bỏ vào đây ngủ với ông. Thế tí này thấy mở tủ nó thấy nước chảy vào thì ông cũng nhổ nó cái có ông làm sao được. Thế là bắt đầu. Thôi thôi. Ủa, chết rồi làm sao thế? Thế cuối cùng mới do bà giải quyết. Thôi yên nhé, để Bình Minh kể lại con mẹ đây. Bà cứ nói, bà cứ cứ rồi, kể chen vào cho nó. Con kể đi. Cái đâu nói ra câu chuyện để bà viết thành chuyện và gửi lên trên.